Đây là giỏ quanh vườn nhà. Vâng, và đây mình sẽ giới thiệu cho đây là cây nghệ. Đây, đây là một bụi nghệ của nhà bà. Nghệ ba trong một trong chậu. Đó, và đây, đây là lá nghệ. Lá nghệ của nó thì nó hình thon dài và nó có cả cái gân gườn sống nhá. Đây, cả cái gân này, nó một cái gân dài, nó gườn sống. Và cây nghệ này đã được 1, 2, 3, 4, 5, 6 là thật và có một cái đọt ở đây. Đây là cái đọt của nó. Ở đây. Đó. Thân nghệ từ một cây nghệ mà nó ở đây ra nhiều nhanh như vậy. Một cây này, hai cây này, ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây, tám cây, chín cây, mười cây, 11, 12, 13. Đó, 13 cây. Và đây là những cây con, cây này mới lên, cây này cũng vừa mới lên này. Đó, đây là những cây con vừa mới lên được 7 tuần. Đây. Đó, lá thuôn dài, càng lớn thì lá nó càng to. Đây, cây con thì là nhỏ bằng bàn tay mình đây. Đó, này. Nhưng mà đến cây lớn đi, to hơn cả bàn tay mình này. Và nó màu xanh và từng tán là dài, rất là đẹp. Đây, đây là một lá non, nó vừa mới ra và nó đang còn màu xanh nhạt nhạt này. Còn bên này thì nó màu xanh đậm này. Đó, có con kiến nó đang chạy. Đó, đó, đó. Mình đã làm đồng con kiến nó chạy tùm lum. Đó, đó. Đó, các bạn thấy chưa? Đó là một cây nghệ đấy. Từ một củ nghệ nhỏ mà nó có thể ra được nhiều củ lớn như vậy đó.